Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Thì hôm nay là ngày 9 tây tháng 6, em lên cho mình cái lô máy 9 cây nha anh em. Lô máy hôm nay thì có cho mình là máy hai thì, gồm là có tên là 261 nè, tên là 231, Maru 26 nè, Ryobi dương tản ha, Echo đời mới. Đây thì có con Maru 23 tum gời nè, Echo tum gời, Shinowa 24 trợ lực lớn và con Estin 21 nha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917 41 40 42. Số này thì bên em có dùng Zalo nha. Anh em gọi trực tiếp hoặc gọi Zalo đều được ha. Thì hình thức mua bán khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Ngoài bao ship ra thì phụ tùng đi kèm cho anh em mình sẽ gồm là 7 món. Thứ nhất là một cái cản cỏ hay gọi là chắn cỏ nè. Thứ hai là cọng dây đeo ha. Thứ ba là cái cái này cái lưỡi dao anh em. Thứ hai là lưỡi dao, thứ ba là cọng dây đeo nè. Thứ tư tiếp mở bugi ổ cước đâu. Thứ năm là cái lục giác 4, và cái món thứ sáu là cái ổ cước nha anh em, hay gọi là ổ cắt bằng dây găng nè, là 6 món. Với thêm cái nón nữa nha anh em, là tổng cộng là 7 món phụ tùng em tặng kèm cho anh em khi mà anh em chốt một con máy ha. Rồi còn hai cái này là hai cái món em bán kèm theo. Cái này là bình nhớt hai thì để pha xăng anh em, một bình là 1 lít ha, giá 100.000. Cái món thứ hai là cái bơm nước hay gọi là bơm đuôi. Cái này thì anh em mua thì anh em gắp trực tiếp vô cái đầu bò mình xài luôn, rất là tiện ha, vừa cắt cỏ vừa có thể là luân chuyển qua cắt, vừa bơm nước được luôn nha, 150 ngàn một cái nha anh em. Rồi địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ở gần dốc cầu Cái He ha. Anh em có xem clip thì nhớ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên, con B1. Con B1, con này là con Estin FS21 nha anh em, nồng 31 ly, con này 21cc ha. Chụp giật nó có trợ lực nha. Trợ lực của con này theo kiểu là trợ lực lò xo ống á, anh em giật rất là nhẹ nhàng luôn, nhưng mà cái chụp giật của nó rất là gọn luôn ha. Bình xăng con này là bình xăng con 2 kim mới quanh gồ nha anh em. Bình xăng lớn này cũng thay mới luôn rồi nha. Còn cái dàn áo này là áo zin nè, liền lạc không bể vỡ ha. Đây, đẹp cho mình nha. Đó, mặt trước không nắm khói luôn nha anh em. Bồ trắng tươi luôn nè, rất là sáng. Tấm liền, tấm nhựa ha, tem phía sau còn nè, công tắc nè anh em, công tắc zin của nó luôn. Rồi ta lấy đôi nè, gai giữ, láp chắn cỏ đầu bò nó cũng là zin theo máy cho mình luôn nha. Anh em nhìn có thể thấy trên cái láp nè, tem mát gần như là còn nguyên si cho mình hết luôn nha. Đó, liền lạc nha anh em, không bể vỡ nha. B1 giá 1.200.000 ha. B2. Rồi B2 là con Shinowa 2004 nha anh em, nồng 33 ly ha, con này 24cc. Số seri máy con này là 3019216 ha, tem mắt in da băng còn đầy đủ luôn. Con này thì chụp giật của nó là chụp giật trợ lực lớn luôn, trợ lực lớn luôn nha anh em, trợ lực lò xo đó. Con này bình xăng con thì là bình xăng con 2 kim mới nè, còn bình xăng lớn là bình zin cho mình luôn ha. Rồi tấm liền, tấm nhựa nha anh em, công tắc ấn nè. Máy thì liền lạc hết cho mình, không có bể vỡ gì trơn nha. Ta lấy đôi, gai giữ nè, lắp đầu bò đầy đủ. Con này chắn cỏ bị bể thì anh em chốt em sẽ tặng kèm thêm cho anh em chắn cỏ mới, giống như hồi nãy em có quay trên đầu clip đó ha, là 7 món phụ tùng đi kèm đó. Rồi B2 giá 1.400.000. B3.
B3, con này là con Echo. Echo này em hay gọi với anh em là Echo khủng long ăn cỏ đó anh em. Con này chạy rất là khỏe, giống như cái thời mà khủng long mà nó gọi là ăn cỏ đó không? Nó ăn rất là khỏe luôn á. Con này thì nó cắt cỏ rất là phê luôn. Cho nên em đặt với cái tên là khủng long ăn cỏ đó anh em. Cái tên duyên để cho anh em, nhiều khi anh em đặt hàng anh em nói cái tên là em biết kiểu máy cho anh em nó dễ. Nòng 32 ly, 23cc nha anh em, áo sắt nè, chạy rất là bền luôn ha, rất là bền bỉ luôn. Bình xăng con thì nó là bình xăng con 2 kim mới của anh Gồ nha. Bình xăng lớn nó là bình zin cho mình nè. Cái mặt trước con này nó thoáng ha, giúp cho máy mình khi mà anh em chạy nó tản nhiệt rất là tốt. Rồi, tum gời, tum nhôm nha anh em. Đây, ở nước sơn tum còn đều đẹp luôn. Tay lái là tay lái đôi, gai dữ nè. Láp chắn cỏ đồ bò zin nha. Đó, mỗi cái dòng máy thì có thể là em sẽ đặt cái tên riêng, để khi mà anh em cần nhu cầu con máy giống vậy đó, anh em nói ừ tèo ơi con máy anh mua con máy gì vậy đó, Echo, ví dụ như này Echo của đoàn cỏ nè, hoặc là đó là Echo là Echo đời mới nè, còn con kia con Ryobi Dương Tiễn chẳng hạn đó, anh em chỉ cần nói cái tên riêng mà em đặt thôi là em biết máy em kiếm cho anh em cho nó dễ ha. Rồi B3 giá 1.400.000. B4 B4 là con Maru 23, con này nòng 32 ly, 23cc nè, áo màu cam rất là tươi luôn. Cộng thêm áo còn rất là mới ha, anh em nhìn mặt nè, không có bị nắm khói luôn nha. Còn rất là mới anh em, bóng bẫy không bẫy vỡ ha. Nòng 32 ly, 23cc, nói chung anh em đã dùng đó là tầm trung là ok rồi. Cắt cỏ bức cứng cũng được, mà cỏ to cũng được. Cỏ nhỏ thì nó càng ok, còn có cứng cỏ to thì anh em cắt bằng cái lưỡi dao ha. Con này bình xăng con thì nó là bình xăng con zin của anh Gồ nè. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin theo máy cho mình luôn. Trong đốc nó có dập mắt in cho băng rồi nha anh em. Chữ rất là gõ gành gạnh luôn ha, chữ dập nổi cho mình. Rồi cái hay con này nằm ở chỗ nó là tum gời, tum nhôm, tum 260. Là anh em có thể tháo gời cái đầu máy này nè, anh em gáp xịt thuốc được luôn ha. Công tắc ắn. Rồi ta đây đôi, gai dữ nha. Láp con này là tem mát gần như là còn nguyên si cho anh em luôn. Rất là mới nha anh em. Đó, chắn cỏ đầu bò zin cho mình nè, đầy đủ ha. Quá đẹp, mới ken luôn nha anh em. Đó, còn nước sơn còn đẹp luôn nè, không có bị nám khói cũng không bị bong chóc chảy xước luôn. B4 giá 1.500.000. B5 hơi quá căng ha nè. B5 là con Echo, con này thì em nói với anh em là con Echo đời mới đó. Nòng con này 34 ly nè, công suất nó là 26cc. Tại vì nó được sản xuất sau năm 2000 cho nên em đặt cái tên là Echo đời mới ha, để anh em phân biệt với nhiều loại Echo khác. Bình xăng con thì nó là bình xăng con hay kim zin nè, dưới bơm xăng là dưới bơm xăng lớn rồi nha anh em. Đó, bình xăng lớn này là bình zin theo máy cho mình luôn. Bô anh em nhìn nè, còn đen thui chưa cháy luôn nha anh em. Tại vì cái nước sơn á, nước sơn đen này nè, là cái nước sơn zin của nó nguyên bản luôn. Khi mà nó cháy cái nước sơn đen này rồi mới ra cái màu trắng. Đó là cái nước sơn này, còn nước sơn còn lấp đầu luôn nha anh em. Rồi, tấm liền, tấm nhựa ha. Con này thì nó đặc biệt cái là nó dùng cho mình cái bộ tay ga bóp nè. Bóp được zin theo máy nha anh em. Công tắc trên máy luôn. Đây, rất là nhẹ nhàng, rất là thuận tiện cho mình luôn ha. Ốc cùm 4 con còn trắng tươi luôn. Đây, rất là đẹp nha. Láp đầu bò đầy đủ cho mình nè. Đó, trên lát là tem mát còn đủ hết nha anh em. Đó, còn là nguyên bản cho mình hết ha. B5 giá 1.700.000. B6 chờn cái găng ti đã luôn anh em. B6 con này là con Ryobi. Đó, em nói với anh em cái tên là Ryobi Dương Tiễn đó. À, con này nòng 34 ly nè, 26cc. Đây, nghe tiếng găng ti quá đã luôn ha. À, con này bình xăng con thì nó là bình xăng con zin theo máy nè. Còn bình xăng lớn này thì thay mới ha.
Con này nó có mấy cái lỗ này thông hơi máy anh em. Thì em hay gọi là Gibby Dương Tiễn, nhìn giống như mấy con mắt của Dương Tiễn trong phim Tây Du Ký Tùng Ngộ Không đó ha. À, mấy cái lỗ này mấy cái lỗ thông hơi của máy nha. Tum thì nó là tum liền, tum nhựa, công tắc ắn. Đó, áo thì nó liền lạc hết nè, không bị vỡ nha anh em. Đây, tổng thể liền lạc không bị vỡ. Tay lấy đôi, gai giữ ha. Láp đầu bò đầy đủ nè, láp thì tem mát còn đủ hết luôn. Đây, tem còn nguyên si nha, giật lại nghe găng ti kìa. Quá đã luôn. B6 giá 1.500.000 nha. B7 B7 là con Mitsubishi TL231. Đây, con này nòng 31 ly anh em, 23cc. 231 nó khác ở 23 ở chỗ là chụp giật trợ lực nha anh em. Cái dạng của thằng TL trợ lực là nó sẽ anh em nhìn sẽ thấy nó nhô hơn như bình thường. Ví dụ như chụp giật thường nó sẽ nằm ở khoảng này thôi. Còn 231 thì nó sẽ là bự hơn. Thì bên đây là có cái phần trợ lực nè. Bởi vì anh em giật thấy rất là nhẹ luôn ha. Con này bình xăng con đó là xịn sò nhất của các cỏ luôn nha anh em. Hai kim zin e tự động. Nó là cái bình xăng con này là bình xăng con xịn nhất của các cỏ luôn ha. Bình xăng lớn là bình zin theo máy nè. Trong lốc có dập mắt in da băng cho mình nha. Đây, chữ dập nổi nha anh em. Đó, chữ dập nổi cho mình luôn. Áo thì liền lạc không bể vỡ, bô trắng nè. Rồi, tum gời, tum nhôm, tum 260 luôn nha anh em. Con này không còn gì để nói luôn, đầy đủ chức năng luôn. Trợ lực, hai kim zin, tum gời, lốc có dập da băng luôn ha. Rồi, số series máy đây. 105956 nha anh em, số series máy tum gời tum 260. Tay lấy đôi, gai giữ ha, công tắc này nằm trên tay. Anh em nhớ lưu ý mình đẩy theo hướng mũi tên lên là tắt nha, ngược xuống là mở ha. Láp đầu bò đầy đủ nha anh em. Con này phải nói là quá vip, xịn sò cực kỳ luôn. B7 giá 1.800.000. B8 B8 là con Maru 26 nha anh em. Nòng 34 ly. Con này 26cc ha. Tem mát chụp giật còn rất đẹp. Còn gần như là nguyên si cho mình luôn nè. Đó, cái này áo như màu cam lợt với anh em. Nè, trên bô nó có ký hiệu 26 nè nha. Bô của Maru 26 để số 26 nè. Đó, bô trắng ha. Rồi con này bình xăng con zin quanh gò cho mình luôn. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin ha. Nắp đổ xăng của thằng này là nắp lớn nha anh em. Dạng nắp to nắp lớn. Rồi trong lốc nó dập tách in da băng cho mình này nha, chữ dập nổi luôn ha. Tum liền, tum nhựa anh em, tum bao trắng luôn, thêm ốc nè, chắc tươi luôn. Số series dập nổi 0674052 ha. Tum trắng đẹp nha anh em, công tắc là công tắc zin theo máy của nó luôn nè. Đây, rồi ta lấy đôi, đặc biệt nó dùng cho mình là bộ tay ga bóp ha. Bóp này thì hay gọi là bóp zin, bóp bổ dịch đó. Họ rất là chắc chắn, bóp rất là nhẹ nhàng luôn. Láp thì gần như là tem còn đủ hết. Đây trên đây có để cho mình là 26cc nè. Eco thì viết tắt của từ Eco Navi nha anh em, công nghệ tiết kiệm xăng. Giống như mà mấy cái máy giặt với lại tủ lạnh sau này anh em mua nó có để chữ Eco Navi anh em. Nó tiết kiệm điện ha. Còn thằng này thì gọi là tiết kiệm xăng. Rồi B8 giá 1.900.000 nha. B9 B9 là con Mitsubishi TL261 nha anh em. Con này 261 nhưng mà nó là giật thường nha. Nòng là 33 ly ha, 26cc. Con này hình thức áo thì liền lạc, không bể vỡ cho mình nha. Đó, zin hết cho mình luôn. Bình xăng con là bình xăng con hay kim zin nè. Bình xăng lớn nó cũng là bình zin. Trong lốc có dập mắt in da băng cho mình nha. Chữ dập nổi luôn nha anh em.
Đó, chữ dập nổi ha. Tôm gòi, tôm nhôm, tôm 260. Đây tên máy nè, TL261. Số series là 077566 nha anh em. Tem còn rất là mới luôn ha. Rồi, công tắc ấn nè. Con này nó có kèm theo cho mình là cái ốp eo luôn nha anh em, rất là mềm nha. Cái này anh em cắt thì cái phần này tùy vào eo, rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái cho mình luôn. Tay ga bóp zin, bóp mỗi dịch nữa nè. Quá đã luôn. Láp đầu bò đầy đủ ha. Trên láp nó có cái hiệu cho mình là 261 nữa nha anh em. Đó, con này là zin cho anh em hết nguyên cây luôn nha, 100%. Liên lạc không bể vỡ. B9 giá 2.500.000 ha. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em hoặc là qua Zalo nha. Chào tất cả anh em.